Em những xin kính chào toàn thể các quý cô chú anh chị các bạn đam mê Hoa Lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay là phiên trưa ngày 28 tháng 9 năm 2024. Em Nhung xin kính chúc anh chị có một buổi trưa vui vẻ. Hôm nay thì em cũng cập bến thêm khá là nhiều những mặt hàng mới các anh chị nhé. Các phim live bán hàng livestream trực tiếp thì em sẽ bán vào lúc tầm trưa 10 giờ và buổi tối sẽ là lúc 9 giờ. Tối hôm nay thì gia đình em có chút việc bận nên em sẽ không live buổi tối nữa và sẽ hẹn anh chị live tối ngày mai. Còn ngày hôm nay em sẽ lên anh chị một video clip này. Và video clip này nó sẽ là một video tổng hợp tất cả những sản phẩm Hoa Lan nhà em có đây anh chị này. Video bao giờ anh chị xem video giá thành nó sẽ công khai và tình trạng cây như thế nào em sẽ quay trực tiếp cho anh chị trong cái livestream này luôn, thì nó sẽ đầy đủ các mặt hàng hơn. Đấy, hàng về rất là nhiều loại và em sẽ lần lượt điểm qua từng loại mặt hàng cho anh chị sưu tầm nhé. Đây anh chị ơi, la liệt luôn, anh chị nhiều hàng lắm các anh chị, hôm nay rất là nhiều hàng đẹp. Và ngoài cung cấp hoa lan thì bên shop có bán thêm cả phân thuốc cho hoa lan. Đây là những cái sản phẩm phân bón, những sản phẩm kích rễ, kích hoa, rồi là những sản phẩm trị bệnh cho cây. Thì cái loại này mà anh chị nào có cần nhu cầu cần thiết thì các anh chị có thể là liên hệ bên em để bên em cung cấp cho anh chị những cái nguồn thuốc chuẩn và giá cả thì như giá thị trường hiện tại đang bán cho anh chị, thậm chí có những loại giá nó còn hợp lý hơn. Đấy. Và cả mụ máy túy lan nữa. Thì bây giờ trước khi mà em giới thiệu đến hoa lan, em sẽ giới thiệu anh chị đến cái sản phẩm bộ túy lan và giới thiệu anh chị đến những cái dòng hoa lan nhà em nhé. Trước tiên thì em sẽ giới thiệu cho anh chị đến cái bộ sản phẩm máy tưới lan của nhà em ạ. Bộ sản phẩm này nhà em luôn luôn sẵn hàng các anh chị nhé. Khi anh chị chăm sóc hoa lan mà muốn tìm kiếm một cái bộ sản phẩm nào để tưới cây cũng như là tưới phân thuốc, tưới cây cảnh thì nhà em luôn luôn sẵn cho anh chị một cái bộ sản phẩm rất là tiện ích. Và cái bộ này em bán cách đây tầm 5 năm rồi và đến tận bây giờ, duy trì đến bây giờ thì nó là một cái bộ sản phẩm mà bền nhất và khách hàng phản hồi tích cực nhất đối với cái bộ sản phẩm này. Và nhà em có chương trình bảo hành cho khách hàng ạ. Nên là rất là nhiều khách hàng hỏi là sao bên kia người ta bán giá tương đây, người ta rẻ hơn có thể một vài chục nghìn thôi, nhưng mà để mà nói về cái chế độ bảo hành ấy thì anh chị chắc chắn anh chị là bên em sẽ bảo hành cho anh chị đến khi anh chị dùng hỏng thì thôi ạ. Ví dụ như là cái bộ bảo hành trong vòng đổi mới trong vòng 3 tháng. Còn ví dụ trong quá trình sử dụng mà sau này anh chị dùng mà nó bị có vấn đề thì bên em vẫn có những anh kỹ thuật, anh ấy tư vấn cho anh chị, hỗ trợ thêm. Đấy. Và bộ này cùng với những linh kiện như sau. Thứ nhất là một cái bảng điện, nó sẽ có một cục đổi nguồn và cục motor. Hai cái cục này như em đã nói là sẽ được bảo hành trong vòng 3 tháng, tức là trong vòng 90 ngày sử dụng kể từ ngày các bác mua hàng, mà một cục này nó bị cháy này hoặc cái này nó không lên nước, bên em sẽ đổi mới cho anh chị và mọi chi phí đổi mới bên em sẽ phát sinh, bên em sẽ chịu nhá. Đấy, dây này là dây dẫn nước ạ. Dây này dây dài 10m, có bộ dây 15m, 20m, cái này là tùy nhu cầu sử dụng của anh chị. Đấy, 15, 20m thì anh chị cộng thêm tiền dây thôi. Đây là một cái cần. Cần này là cần inox này. Cần inox nó sẽ cắn được vào cái khóa này. Cái này em tháo ra để cho nó gọn thôi. Đấy, anh chị vào lắp cho em ở đây. Và cái cần inox này thì nó có điều hay là cái này là thu gọn được có 50cm và kéo dài ra tận 2m nhá. Nên tất cả những cái cây mà ở trên cao hoặc là ở xa, anh chị có thể kéo dài cái cần này ra và mình tưới được rất là dễ dàng. Đấy, cái cần này em thấy là rất là tiện ích. Và cái bát này là bát hồng, bát tưới lan này. Bát này 8 lỗ này, tưới rất là tơi. Rồi cái bát màu trắng này, bát này em tặng kèm thêm nhé. Mua cả bộ thì em mới tặng kèm thêm. Còn bình thường là các linh kiện này nhà em bán lẻ. Tất cả các linh kiện anh chị mua lẻ bên em có bán. Còn cái bát này là tặng khi anh chị mua cả bộ. Đấy, cái bát này là có tác dụng là tưới phân thuốc. Thì một cái bộ sản phẩm này vừa tưới lan lại vừa tưới phân bón, nó rất là đa chức năng. Đấy. Và cái bộ này rất là an toàn bởi vì có một cái cục đổi nguồn này. Thông qua cục đổi nguồn này rất là an toàn, sử dụng cái nguồn điện 220V của mình nhé. Và giá một bộ sản phẩm đợt này đang có chương trình là khuyến mại miễn phí ship vận chuyển nhé. Và giá một bộ 10m như em đang giới thiệu là 480.000, bộ 15m là 530.000 và bộ 20m là 580.000 ạ. Và đây là cái chương trình lớn nhất mà được bao phí ship nhé. Trước đây anh chị mua máy bơm đã phải trả tiền phí ship ạ. Cái này là phục vụ cho anh chị mùa hè. Đấy, nhu cầu tưới lan mùa hè rất là cao. Và nếu mà anh chị không cung cấp nước đầy đủ ấy, cây có thể bị top teo và cây nó có thể là không được mướt mát. Cái này là do là cung cấp thiếu nước ạ. Đó. Và cái bộ này thì em đã giới thiệu chi tiết như thế rồi. Và bây giờ em giới thiệu đến các sản phẩm hoa lan trong phiên ngày hôm nay ạ. Nữ sô-cô-la hoa thơm ạ. Vũ nữ sô-cô-la hoa thơm, hôm nay em về cái loại này thì loại tầm vừa. Đấy. Loại tầm vừa này thì nó lại rẻ tiền hơn. Các anh chị nhìn cho em này, chậu hôm nay nụ hoa rất là đẹp. Đấy, đang lên nụ, đang phân nhánh này, cũng có nụ nó đang phát triển, nó chưa phân ra. Nhưng mà chậu nào cũng là hai nụ. Đấy, thậm chí cũng có chậu nó có thêm những cái nụ nhỏ nhỏ xíu ở phía dưới, em không có kiểm soát được hết, nhưng em thấy là cũng có chậu nhỏ xíu ở dưới. Nó sẽ lên hoa lần lượt, lên hoa dần dần nhá. Và cái lô này em thấy là đánh giá được mọi người rất là quan tâm bởi vì cái giá nó thành nó rất là rẻ. Tết năm ngoái em bán một chậu như này là đã sơn tầm hơn 100 một chậu rồi, 120 ấy.
cụ thể là 120 Tết một chậu như này đấy. Hôm nay em chia sẻ anh chị một chậu sô cô la đẹp như này nhá. Cây của nó đây, nhìn cho em này. Rất là đẹp, giá là mua lẻ nhá, nếu mà anh chị mua một chậu sẽ là 85.000, nhưng mà hôm nay anh chị mua hai chậu như này, tức là mua một đôi này sẽ là 150 một đôi. Mua hai chậu anh chị mua sẽ là 150 một đôi, tức là mua hai chậu trở lên sẽ tính giá 75k một chậu nhá. Cây rất là đẹp, phụ nữ sô cô la. Em bán lấy số lượng thôi, hàng em về nhiều nên cái loại này em bán lấy số lượng. À, tiếp tục em lại về thêm một lô đen dậu xuân nữa. Cái lần này thì về nó chỉ có hai, duy trì hai cái màn hoa hot vào cái dịp Tết vừa rồi, đó chính là một là loại trắng chốc, hai là màu tím họng đen. Và ngày hôm nay thì cái dòng này hôm nay về đó chính là màu tím họng đen nhá. Thân của nó siêu nù mập luôn anh chị ơi, siêu mập luôn. Mập đến nỗi cũng có những cái thân nó hơi nứt nứt thân một chút xíu, bởi vì độ mập của nó mập quá, thân nó rất là đẹp. Mà dòng này lá mít của nó cực kỳ là đẹp luôn anh chị nhìn cho em này, lá mít luôn nhá, lá mít. Đây này, hàng về nhiều lắm các anh chị nhìn cho em. Đấy, trung bình một chậu nó sẽ từ 5 đến 6 thân. Mọi người ơi, trung bình nó sẽ từ 5 đến 6 thân. Và thân của nó cực kỳ là to đẹp mọi người ơi, thân nó to lắm. Cái những cái chậu này ra hoa thì phải nói là quá đã luôn anh chị ạ, đẹp lắm. Đen đô xuân hôm nay thì em xin phép chia sẻ anh chị cái dòng hoa tím đọng đen này với giá là 130.000 một chậu thôi. Mọi người biết chưa, lô trước cách cái thời điểm mà bão lũ xong em bán anh chị một chậu là bao nhiêu? 160 đấy ạ. Lô này 130 nhá, giá quá là hời, quá là hợp lý cho anh chị. 130k, trung bình từ 5 đến 6 thân. Đây ví dụ những cái chậu 5 thân này em thấy nó hơi cao hơn một chút, còn những chậu 6 thân thì có thân nó sẽ thấp hơn một chút xíu thôi, không có sao hết. Trung bình đồng giá anh chị 130 nhá, một cái mức giá cực kỳ là hời. Đấy, một chậu đen đô xuân gọi là tác phẩm luôn. Bây giờ nó thắt ngọn rồi đây này. Những cái thân này nó thắt hết ngọn rồi này. Anh chị nhìn cho em này. Ngọn nó thắt rồi là nó không đi ngọn nữa, và nó chỉ như thế này và nó sẽ bắt đầu nó sưng nụ hoa. Bây giờ anh chị có thể là tưới ít nước để chuẩn bị đợt tới để làm hoa, để cho cái dòng đen đô này chơi hoa Tết rồi ạ. Nữ sô cô la hoa thơm ạ, vũ nữ sô cô la hoa thơm. Hôm nay em về cái loại này thì loại tầm vừa. Đấy, loại tầm vừa này thì nó lại rẻ tiền hơn. Các anh chị nhìn cho em này, chậu hôm nay nụ hoa rất là đẹp. Đấy, đang lên nụ, đang phân nhánh này, cũng có nụ nó đang phát triển, nó chưa phân ra, nhưng mà chậu nào cũng là hai nụ. Đấy, thậm chí cũng có chậu nó có thêm những cái nụ nhỏ nhỏ xíu ở phía dưới, em không có kiểm soát được hết, nhưng em thấy là cũng có chậu nhỏ xíu ở dưới. Nó sẽ lên hoa lần lượt, lên hoa dần dần nhá. Và cái lô này em thấy là đánh giá được mọi người rất là quan tâm, bởi vì cái giá nó thành nó rất là rẻ. Tết năm ngoái em bán một chậu như này là đã sơn tầm hơn 100 một chậu rồi, 120 ấy. Cụ thể là 120 Tết một chậu như này đấy. Hôm nay em chia sẻ anh chị một chậu sô cô la đẹp như này nhá. Cây của nó đây, nhìn cho em này. Rất là đẹp, giá là mua lẻ nhá, nếu mà anh chị mua một chậu sẽ là 85.000, nhưng mà hôm nay anh chị mua hai chậu như này, tức là mua một đôi này sẽ là 150 một đôi. Mua hai chậu anh chị mua sẽ là 150 một đôi, tức là mua hai chậu trở lên sẽ tính giá 75k một chậu nhá. Cây rất là đẹp, phụ nữ sô cô la. Em bán lấy số lượng thôi, hàng em về nhiều nên cái loại này em bán lấy số lượng. Đạm Indo hôm nay thì em về có chục chậu thôi, nhưng mà cũng đã bán like hết rồi. Bây giờ còn đúng 5 chậu. Mà bụi thanh đạm đợt này nó to lắm các anh ạ. Đó là hàng bầu này là bầu phi 20 nhá, không phải là cái loại bầu nhỏ cốc cốc nhỏ đâu ạ. Chậu này là chậu to luôn, mà số lượng giả hành trong một chậu nó nhiều. Đây các anh chị nhìn này. Đây, trời ơi, nhiều thân cực kỳ luôn. Các anh chị ơi, hiếm có về lô thanh đạm nào như thế này. Mà cái thanh đạm bụi càng to thì hoa của nó lại càng sai, hoa lại càng đẹp. Hoa như những chùm chuỗi mảnh và hoa của nó rất là thơm. Em chia sẻ hôm nay một chậu thanh đạm Indo hàng chậu to này giá là 220. Còn đúng 5 chậu nữa nhá, 5 chậu. Dáng hương Corat Koki cũng từ rất là lâu rồi thì em mới về cái lô Koki. Và cây Koki hôm nay thì cây của nó chất lá cũng to, mà cây cũng rất là to đẹp. Này mọi người ơi, nhìn này, đẹp chưa? Ờ, cái này thì độ to nhỏ cây khác nhau thì em sẽ quay theo hình cho nó dễ chọn nhé. Mã này là mã số 1 ạ, một cây Koki, con này 2, 4, 6, 7 cặp lá. Bữa trước cây Koki chỉ có 4 đến 5 cặp lá thôi, mà đã giờ tầm 140 rồi. Mã này 7 cặp lá, em để cho anh chị con này với giá là 100 mấy nhỉ? 150.000 nhá, một con Koki số 1 ạ, con ấy chất lá cũng đẹp. Con số 2 ạ, con này thì lá ngắn nhá, con lá ngắn ạ. Con này 2, 4, 6, 8, đang cặp lá số 9 ạ. Con này lá ngắn, bản lá cũng to, chất lá dày. Con này con Koki số 2 ạ. Con này anh chị nào lấy em để cho các anh với giá là 170k. 170k. Mã số 2. Mã số 3, con Koki lá xếp rất là đẹp này. 2, 4, 6, 8, 9 cặp lá. 2, 4, 6, 7. Một bên 7, một bên 2, 4, 6, 8. Một bên 7, một bên 9 cặp lá. Nhưng mà nhìn nó rất là cân đối đều nhau. Con Koki này anh chị nào lấy em để cho anh chị cũng bao nhiêu nhỉ? 180 nhá, 180 con dáng hương Corat Koki này. Con số 4 ạ. Con này thì cây của nó cao dài hơn nhưng lá nó sẽ dài hơn nhá. Con này 2 4 6 8 9 cặp lá, con này cũng 180. Con này nó dài hơn cái con thứ tư kia nhưng mà lá thì nó sẽ thưa hơn, nó không xếp khít. Con này cũng 180 này.
Con số 5 Kodak Koki này. Con này 2, 4, 6, 7, 8 cặp lá. Con này 160g, 160. Một con Koki lá xếp chất lá dày. Con này 160 này. Con số 5. Mã số 6 Kodak Koki. Các anh chị nhìn cho em này. 2, 4, 6, 8, 9 cặp lá. Con này cân đối đều nhau, 180.000. Mã số 7 Kodak Koki. Con này 2, 4, 6, 8, 9 cặp lá. Con này cũng là một con cân đối đều to, 180. Mã số 8 Kodak Koki. Con này lá xếp đẹp chưa? Bản to nhá. 2, 4, 6, 8 cặp lá. Ôi dồi ôi, chất lá dày thế. Koki. Con này cũng 180. Và con số 9 là một con cuối cùng này. Con này thì cây nó hơi cong một chút nhá. Ồ, lá này nó hơi lỗi một tí xíu ở đây này. Con này rõ to luôn. Con này cực to. 2, 4, 6, 8, 10 cặp lá nhá. Con này 10 cặp lá và con to. Nhưng lá nó hơi sứt sát một tí xíu thôi. Cái mặt này thì rất là đẹp. Con này con to đùng này cũng 180. Con này to lắm. Nó lỗi lá nhẹ chứ không, con này hơn 200 rồi. Đấy, em có tổng cộng là mấy con Koki là như thế. Có 9 con Koki. Em sẽ đánh mã theo lần lượt từ 1 đến 9 nhá. Hoàng thảo đùi gà tròn ạ. Rất là lâu rồi thì em nhung mới về đùi gà tròn. Đây này, các anh chị nhìn cho em này. Đây là những cái thân hoa năm ngoái này. Nó đã cho hoa xong rồi. Đấy, thì năm nay cái mầm tơ của nó đã dài như thế này rồi các anh chị ạ. Ờ, hàng hôm nay về có 4 chậu tác phẩm thôi. Hàng tác phẩm to nhá. Cái này nếu mà nhổ ra hàng cân em nghĩ là nó cũng đắt đấy. Nếu mà nhổ ra tính theo hàng kg thì cái này nó đã theo hàng cân nó đã đắt rồi. Đấy, thân tơ nhiều lắm nhá. Thân già năm ngoái đây. Hôm nay thì một chậu gà tròn chậu to nhiều thân này, em sẽ chia sẻ cho anh chị với giá là 210k thôi. Có 4 chậu nên em để anh chị giá 201. Đấy, cái chậu to vĩ đại luôn. Này. Chậu này là em còn phải buộc túm lên đấy tại vì nó nhiều thân. Cái này phải buộc túm đây, nhiều thân. Cái này buộc túm tụm chỗ góc này này. Cái chậu này cũng xòe ra chưa buộc túm này. Nói chung là chậu nào chậu đấy nó cũng đều to như nhau cả. Đây, nếu dỡ ra rất là nhiều thân tơ. 201 một chậu đùi gà tròn nhá. Hôm nay anh chị mua chậu này nó quá nhiều thân tơ để anh chị chơi Tết luôn. Còn nếu mà mua hàng rừng em nghĩ tập này anh chị mua chỉ có thân già nhiều. Có 4 chậu thôi, 210 một chậu. Hàng quá đẹp. Đúng một cây hoàng hậu báo đốm này. Cây này em xả nốt cho anh chị 130, hàng này bán 170 hết. Cây này nó cũng là cây út ít, cây cuối cùng thì tính cho anh chị 130 nốt. Một báo đốm ạ. Cái chậu họng hồng này thôi, em xả anh chị là 120.000 một chậu. Toàn bộ là hàng bán 160 ạ. Hôm nay xả 120, đây còn 2 chậu nhiều thân. Đây, cây vẫn đẹp mà, 120 thôi. À, Hạc Vĩ Thiên Cung Lữ Bố thì xả cho anh chị những cái chậu này là 70.000 một chậu. Đây, những cái chậu mà nó lơ thơ này là 70k. Nó cũng đang lên mầm gốc nhiều lắm. 70.000 thôi. Còn một cái chậu to đùng này này thì em tính anh chị 120. Chậu này thì thân dài. Ơ, chậu này 140 đấy ạ. Cái chậu này 140 đấy. Chậu này thân dài. Chậu này 140. Có một cây đen rỗ úp mắt đen. Con này bán cho anh chị 80.000. 80.000 con đen rỗ úp mắt đen. Và một chậu kiều vuông lộc bắc to này nhá. Hàng này hàng hôm qua bán 201, hôm nay xả anh chị 190.000 luôn. Này, còn một chậu kiều lộc bắc to này, cao to đẹp dai, hoa Tết 190 nốt. Enzo nắng màu hồng phấn nhá. Thôi bụi này đẹp lắm. Một bụi dendro hồng phấn hàng khủng ạ. Các anh chị nhìn cho em này, bụi siêu to đúng luôn. Dendro hồng khủng ạ. Ồ. Đây, cái chậu này thì nó lại bé hơn một chút nhỉ. Đây, toàn bụi to. Đây có mấy bụi to đùng này. Anh chị nào lấy em sẽ để cho anh chị mấy cái bụi khủng to này. Bác nào lấy thì em để cho anh chị xem nào. 100 mấy nhỉ? 120 một bụi nhá. 120 một bụi. Cái màu này là màu hồng phấn ạ. Dendro nắng chớp bịp lại về thêm một lô hàng mới này các anh chị này. Các anh chị thấy cái bụi chớp bịp nhà em lúc nào nó cũng là những cái bụi chất lượng không ạ? Nó nhiều thân lắm. Thân của nó thì thân tơ rất là khỏe, rất là đẹp. Đấy, chứ nó không như những cái chậu mà nó ít thân rồi là giá thành nó rẻ hơn đâu. Đây các anh chị nhìn thấy không? Quá là nhiều thân luôn. Rồi em sẽ quay cho anh chị theo từng hình nhé. Mã này thì là mã số 1, chậu này gồm 3 thân thôi. Thân siêu mập. Đây, 3 thân cực mập. Nó đang có nụ hoa này. Các anh chị nhìn nụ hoa đang nhú chưa? Chậu này 3 thân rất là mập. Chậu này em để cho anh chị 200.000, mã chấp biệp số 1 này. Mã số 2, chậu này thì nhiều thân hơn, nhưng bao giờ thấy nhiều thân nó sẽ ngắn hơn chậu số 1 và thứ hai là thân nó sẽ không mập bằng. Nhưng mà tương đối như này là quá mập rồi anh chị ạ. Cây này toàn bộ là thân tơ, chưa có hoa lần nào luôn. Con này nó tới mà nhú hoa là hơi bị đã luôn. 2 này, 4, 6, 7 thân. Ủa, cả mầm này nữa này. Chậu này, nguyên một bụi lùm. Cái này như kiểu là hai chậu nó chọc lại đấy. Cái loại mà anh chị mua cây 150 ạ, thì nó chỉ bé bằng cái bụi này thôi này. Mà chậu này nếu mà nhân 2 nên nó phải rơi tầm 300 hơn.
Con này em để cho anh chị 230 nhá. Mã số 2 nhiều thân, cây tơ, con này cây tơ. Mã số 3 chậu 3 thân thôi. Con này cũng chưa ra hoa lần nào nhá. Con này cũng là con thân bánh tẻ này. Con này mầm cực kỳ là mập luôn. Đấy, chậu này là tới đây cũng ra hoa rất là đẹp này. Con này em để cho anh chị, cái này 3 thân. Con để anh chị bao nhiêu này? 200 đi. Con số 4 này. Con này thì 2, 4, 5 thân. Con này cũng thân tơ, đang chuẩn bị nhú nụ hoa. 5 thân, nó hơi lùn một chút. Con này 220, nhưng mà nhiều thân. Mã số 5. Ôi, con này quá to luôn, vừa to vừa nhiều thân. Con này thì vừa rồi nó lên hoa hai ngọn rồi. Hai ngọn lên hoa rồi. Bây giờ nó đang chuẩn bị nhú nụ ở cái thân này này. Đấy, đang chuẩn bị nhú hai nụ hoa. Đấy, cả nhà nhìn cái nụ hoa của nó nhá. Đấy, đang chuẩn bị nhú nụ ấy. Con này đang lên mầm gốc đẹp. Con này cây to mập cũng 230 đi. Con này cũng 230. Và con số 6. Con này 4 thân. Cây tơ 201. Đấy, tổng cộng là có 6 chậu chất bịp ạ. Nga ngọc trai đen, cái dòng này là dòng thiên nga đen, hoa của nó thì rất là đẹp. Mọi người ạ, nó là một cái dòng hàng gọi là VIP của dòng thiên nga. Từ trước giờ anh chị chơi cái dòng thiên nga đen này là một cái hàng sưu tầm nhá. Thân hôm nay nó to lắm mọi người. Sau hôm nay có những cái củ nó siêu bự như này. Đây này, có những cái lá nó già nó sẽ vàng và nó sẽ rụng nha. Anh chị nhìn đằng sau, lá nó sẽ già nó vàng đi, không có sao cả hết. Kể cả những cái lá này nhá, thiên nga la nga mà anh chị nhận có những cái lá nó bị lỗ khủng như này thì mọi người không có quan tâm nhá. Bởi vì riêng chơi với thiên nga là mọi người chỉ chơi củ thôi. Nó mọc hoa thì kể cả nó cũng rụng lá nó mới học mọc hoa cơ, nên cái lá của nó không hề quan trọng. Để anh em nói đây mọi người biết là có những lá nó cũng bị xước xác như thế này. Chủ yếu là cái củ nó mập. Đấy. Một cái lô thiên nga đen mà mập nhất từ trước đến giờ em có. Hàng này chuẩn hoa. Em bán hôm nay chỉ có 140 một chậu thôi. Bác nào hôm nay mua 2 chậu thì sẽ là 270k. Em tính 270 2 chậu nhá. Thiên nga đen. Chấm DH93 hôm nay em xả hàng nha các anh nhá. Còn có vài chậu thôi. Đây ạ, những cái mã này trước còn toàn 140 một chậu này. Cả nhà nhìn vẫn còn mã cũ này. Nhưng mà thôi hôm nay thì còn ít. Với cả một số thân nó cũng hơi, có một số chậu nó hơi bị lỗi thân một chút thì em xả anh chị. Mã này em ký hiệu là mã số 1 nhá. Đây này, cái thân của nó dài miên man. Mà cái chấm DH93 mọi người biết không, nó là một cái dòng hoa tím đậm luôn ạ. Nó siêu đậm mà thân thủ to đùng luôn. Cái chậu này vừa rồi này em để nó bị hỏng mất một cái thân này. Cái này khả năng là em sẽ cắt bớt cái đoạn này đi. Đây, cái này nó bị teo. Teo có đoạn đầu ngọn. Cắt đi để cho anh chị là bôi keo cho anh chị đến đây để đoạn dưới nó vẫn chơi hoa bình thường nhá. Bây giờ đang đẩy ba cái mầm gốc rất là đẹp. Mã này em xả cho anh chị nhá. Chậu này bản em cho anh chị 70.000 thôi. 70.000. Toàn bộ 140 ấy ạ. Thì coi như là tính tiền một thân này thôi, còn thân kia không có tính tiền nữa. Mã số 2 nhá. Mã số 2 thì chậu này 3 thân. Một thân thì rất là mập. Hai cái thân này này vẫn còn đi ngọn, nó không còn mập mà nó chưa mập được. Mã này thì hàng 140. Đây này, cũng đang lên ba mầm gốc này. Chậu này em để cho anh chị với giá là 90.000. Mã số 2 chấm DH93. Mã số 3. Con này 2 thân. Cái thân ở giữa này nó cũng bị teo cái thân ở giữa. Đây ạ. Cắt đoạn này đi, đoạn dưới vẫn làm kỳ bình thường. Chậu này 60.000 đi. Mầm gốc cũng đang nhú ạ. Con này 3 thân. Thôi 50.000 nốt đi. 50.000. Và mã số 4 này đi. Mã số 4 này thì sum xuê nhiều thân rồi. Mã này 130 nhé. Cũng 140 bớt cho 130, chậu này nhiều thân lắm. Đầy mầm gốc luôn. Con chấm DH93 này là cái loại chơi siêu đậm luôn, đậm đà luôn nhá. 130 mã số 4 ạ. Mặt hàng tiếp theo thì em chia sẻ anh chị đến cái lô đen lô xuân nhà em hôm nay. Thì cái hàng thuần hôm nay nó chính là hàng thuần tại Việt Nam mình luôn. Cái loại này thì nhà vườn người ta trồng rất là đẹp. Đấy, cây cối của nó này, anh chị nhìn cho em này, bụi của nó rất là to. Em nhấc thử cho anh chị một số bụi cho anh chị xem nhé. Bụi nó rất là nhiều thân. Đấy, lùm xùm nhiều thân như thế này ạ. Và hàng hôm nay thì em sẽ chia cho anh chị nhé. Bởi vì số lượng hàng mình nhiều. Ví dụ như những cái chậu nào thân dài ấy, thì nó sẽ ít thân hơn. Còn những chậu nào thân ngắn ngắn thì mình nhìn cảm giác nó sẽ lùm xùm hơn. Đây ạ, đẹp chưa? Tầm này thì cây dendro đã thất ngọn và chuẩn bị xuống lá để cho hoa rồi. Em nhấc chậu nào thì cây nó cũng rất là ok. Và hôm nay thì em bán cho anh chị giá rẻ nhất từ trước đến nay ạ. Một chậu dendro xuân mặt hoa hôm nay chỉ có giá 150.000 thôi. Chỉ có 150.000 là anh chị có một chậu dendro xuân. Cái hàng này yên tâm là hàng thuần tại Việt Nam, nên cây cối của nó cũng đã rất là quen với cái hậu của mình rồi. Về trồng nó rất là đơn giản. Và hoa dendro xuân thì cực kỳ là bền, chơi hoa Tết ạ. Giá hàng Hawaii em còn duy nhất 3 chậu nhá. Những cái lô giá hàng Hawaii lần này của vườn này anh chị về không hoàn toàn, không cần phải sang chậu khác mà cứ giữ nguyên như này treo lên và chơi thôi.
Bởi vì giá thể người ta trồng rất là chắc chắn này, cây của nó đang phát triển rất là khỏe mà giá lại rất là rẻ nữa. Em lên cho anh chị cái chậu này là mã số 2 nhé các anh nhé. Mã này mã số 2. Mã này gồm 1 2 3 thân tơ dài. Này nó dài nó uốn cong này. Con này nó phải dài đến 90 cm. Cái này là mầm gốc những cái mầm gốc nhỏ nhỏ đang lên này. Mã này 101 này. Mã này 101. Mã số 2 101. Mã số 7 nhá, mã số 7 này, mã số 7 này, 102 này. Này con này nhiều thân chưa? 102. Mã số 7 102. Mã số 3 101 nữa này. Mã số 3 101. Trời ơi nhiều thân lắm các anh chị ạ. Mà cây lần này nó dài đẹp lắm. Mập đẹp. Giả hàng Hawaii thì hoa nó nở tết và rất là thơm. Đấy. Táng hương neo hay gọi là samurai ạ, một trong những dòng hàng phải nói là chơi hương, tỏa hương thơm ngát quanh năm bốn mùa luôn. Cái loại này là của Thái Lan nhá, hoa của nó màu trắng. Cái neo lần này thì nó sẽ là bụi hàng dè mẹ bồng con. Đấy, bữa hôm nay thì em còn số lượng ít, em để cho các anh chiên, anh chị làm 150 một bụi hàng dề mẹ con nhá. Ngày trước mọi người mua 150 chắc chỉ cây nó chỉ bé được bằng như những cây này thôi. Đấy, cây của nó giờ nó rẻ nó đẹp lắm. Loại này không chơi hương thì hơi tiếc luôn ạ. Trầm rồng đỏ, những cái chậu trầm rồng đỏ hiện tại thì cây của nó có những cây vẫn còn đang đi ngọn, cũng có cây đã thất ngọn, thân múc một mục rồi mọi người ơi. Chậu hôm nay thì em về cái lô của vườn này thì rất là đẹp, bởi vì sao ạ? Người ta lại trồng trong những cái chậu nan như thế này. Đấy, trồng trong chậu nan này tức là người ta trồng thuần vỏ thông rồi. Về anh chị là không phải sang chậu nữa. Có những cái chậu mà người ta trồng trong cái chậu bé, mình về vẫn phải sang chậu to để cho nó nhiều dưỡng chất, nó phát triển hơn. Nhưng chậu hôm nay là chậu nan rồi thì mọi người cứ về như thế này, mọi người treo lên cho em. Đấy, chậu to nhiều thân mà thân rất là mập đẹp nhá. Hôm nay thì em chia sẻ cho anh chị một chậu như thế này, trầm như thế này, lồng đỏ nhá, hoa thơm. Cái này này thì giá hôm nay chỉ có 150 một chậu thôi. 150k một chậu gọi là tác phẩm rồi ạ. Hoa thơm, hoa đẹp và chơi hoa Tết. Dòng đai châu hôm nay em về thêm một loại đai châu lai nữa, đó chính là đai châu lai hoàng tử ạ. Cái bữa trước em đã về cái loại này rồi, mọi người ơi, bữa trước đã về cái loại này rồi và thực sự là cái cây đai châu lai hoàng tử nó quá to, nó phải nói là nó một cái cây nó siêu bự luôn các anh ạ. Số lượng cặp lá trên 10 cặp lá, một cái cây này to đùng, lá to. Con lai này là lai hoàng tử đỏ nhá, hoa của nó sẽ ra là màu đỏ. Một chậu đai châu lai hoàng tử đỏ to đùng như này em sẽ chia sẻ cho anh chị với giá chỉ có 150.000 thôi, 150.000 đồng một chậu. Châu hồng gấm ạ, hồng gấm thì các phiên trước là em về cây đơn thì lần này nhà em lại về đó chính là lô cây đôi. Đấy, một chậu hai cây luôn các anh chị nhá, một chậu sẽ là hai cây như thế này. Đấy các anh chị ơi, ồ có chậu này ba cây này, nhưng mà chậu ba cây thì cảm giác như là nó sẽ bé hơn là chậu hai cây đấy ạ. Đấy, một chậu đai châu hồng gấm. Hàng này thì hoa nó rất là thơm và chơi hoa quanh năm. Em chia sẻ chỉ có 140.000 thôi, 140 nhá. Cây đơn vừa rồi em bán đã 130 rồi. Ngày hôm nay anh chị mua cây đôi này mà có 140 rồi này. Đẹp chưa? Ôi hồng gấm hôm nay số lượng nó có ít, cái lô cây đôi này có ít thôi ạ. Dòng cát nữa hôm nay em về thêm đó, đó chính là cây cát cam lửa. Dòng này hoa của nó là màu cam lưỡi đỏ nhá. Bụi khổ nó khá là nhiều thân. Đây các anh chị nhìn cho em này, một cái bụi cát này khá là nhiều thân. Và một cái bụi nữ hoàng cam lửa này ạ, em để cho các anh là 120.000 đồng một bụi nhá. Màu rất là đẹp, 120k một bụi. Đây là màu cam lửa. Theo một dòng cát hôm nay bụi rất là to đùng. Thôi cái loại này sao nó lại bụi nhiều thân thế ta. Đây các anh chị nhìn cho em cái bụi này nhiều thân chưa. Dòng cát này là màu tím nhá, màu tím. Tím này là màu tím cũng rất là đậm đà, bông rất là đẹp. Đây ạ, màu tím này. Thôi một bụi cát to đúng chưa mọi người ơi. Các anh chị nhìn thấy không? Hôm nay em bán anh chị một chậu tím. Tím màu tím đại nhá, tím bông to. Gọi là tím bông to đi, tại vì cái màn hoa em đính kèm cho anh chị trên màn hình ạ. Một bụi rất là to này giá là 130.000 một bụi, một bụi tím bông to. Cả nhà ơi, em sẽ có một cái hẹn với anh chị về cái lô dendro khủng. Con này là con hàng khủng của cây son nhá, con đỏ son. Nó không phải là cây dòng đỏ son Ấn Độ đâu, mà nó lại là một cái dòng đỏ son khác. Hoa chùm đẹp lắm các anh chị ạ. Cái này thì hẹn tối em sẽ lên sóng các anh chị nhé. Tại vì nó sẽ có cả bụi to bụi nhỏ nữa, em sẽ lên sóng. Cây bụi khủng lắm các anh chị ơi. Đấy, tối nay nhá, tối nay sẽ có một video nữa về cái dòng cát này. Đấy, cái dòng cát này vừa mới về nên em vội quá, em chưa lên kịp lên hết cho anh chị luôn cái video buổi sáng ạ. Cát vàng chớp nữ vương ạ. Cái vàng chớp nữ vương này nó là một cái dòng cát hoa chớp rất là đẹp. Và bông hoa của nó thì rất là sai hoa. Đây mọi người ơi, giá hành nó cao. Cái này nó là vàng lưỡi đỏ, có cái mắt màu đỏ rất là mắt màu vàng rất là xinh. Và cánh của nó viền chớp nhá. Loại này thì em bán cho anh chị là 120 một chậu thôi ạ. Vàng chớp nữ vương. Đây ạ, chớp vàng nữ vương nhá. Mọi người đọc cho em cái mã này là vậy. Sang bên đây đó chính là cây tú cầu đỏ. Tú cầu đỏ hay là cây đỏ chùm.
Mã này thì em vẫn tiếp tục đang có chương trình là giảm giá sale cho anh chị. Toàn bộ là hàng từ 120. Hôm nay cái mã đỏ tú cầu này nhá, em để cho canh với giá là 100.000. Đấy, cái mã này là em để cho anh chị mã này ưu đãi. Nó còn có 4 chậu thôi, để cho 100. Hàng vốn dĩ là 120. Sang bên đây đó chính là cây Siam White. Là một cái cây cát mà hoa của nó là màu trắng, họng vàng. Trời ơi, cây của nó bụi lùm cực kỳ luôn các anh ạ. Này, Siam White hôm nay chậu hơi bị lùm luôn nhá, nhiều thân nhá. Thảo dòng này cát bông to 120.000 đồng một chậu Siam White. Cát đỏ kinh công ạ. Cát đỏ kinh công này thì em sẽ sale mạnh hơn cho anh chị hôm nay, bởi vì nó còn duy nhất 4 chậu. Một cái chậu đỏ kinh công này là giá 220 một chậu. Hôm nay em giảm giá cho anh chị là 190.000 đồng một chậu nhá. Đây ạ, 190. Cái chậu này nhiều thân về anh chị trồng là phải cố định cho em lên, bởi vì cái này là em không có cố định bằng que nẹp nên là lá có những cái lá nó hơi xệ xuống. Đồng giá anh chị là 190k. Hôm nay em có về một cái loại cát hồng đậm mọi người ơi, hồng đậm. Đấy, cái dòng này thì bầu của nó sẽ là bầu nhỏ, nhưng mà cũng một chậu thì cũng tương đối là nhiều thân chứ không phải là ít thân đâu ạ. Đấy, đây là cát hồng đậm. Cái bữa trước thì em bán một loại này là 120 đúng không? Hôm nay thì em sẽ để ưu đãi cho anh chị trong phiên ngày hôm nay. Cũng là một cái phiên ngày cuối tuần, để cho anh chị hôm nay là 100.000 đồng một chậu nhá. Hôm nay là em bán cát này, mã này là mã hồng, hồng đậm tri ân cho anh chị 100.000. Cát đỏ son Ấn Độ em còn đúng duy nhất 3 bụi. Cái đỏ son này thì cánh nó sáp, nó là dòng cánh sáp. Chậu quá nhiều thân luôn các anh ạ. Này, chậu cực kỳ là nhiều thân. Cái đỏ son này là đỏ son cánh sáp ạ. Còn 3 chậu, 130 một chậu nhá. Cái mã đỏ son này hàng hàng này hàng VIP đẹp. Cát hai lá nhá. Dòng cát hai lá này hoa hoa đẹp lắm. Loại cát tiếp nữa đó chính là cây cát New Hammer, một cái dòng cát lá mít bông to. Dòng New Hammer. Giống này thì em nhập cao tiền nhá, nhưng mà thôi sẽ bán tri ân cho anh chị. Cái New Hammer này 100.000 đồng một chậu. Cái lá của nó vận chuyển thì nhiều cái lá nó hơi bị dập một chút xíu như thế này thì mọi người thông cảm này. Cái New Hammer mà cái loại này nhá, cây của nó rất là dễ đậu mèo. Hoa đẹp, hoa màu vàng. Cánh của nó cũng viền vàng chớp chớp, đẹp xinh. 100k một chậu New Hammer ạ. Kế tiếp bên đây là những con đai châu Thái, nhưng mà hàng này thì hàng phân hoa, đó chính là hoa màu đỏ. Màu đỏ. Màu đỏ này thì hôm nay em cũng sẽ quay cho anh chị theo chậu nhá. Bởi vì thực ra cũng có cây thì mẹ con, có cây thì cây to đều nhau, thì mình quay theo chậu để nó có dễ hơn, dễ chọn hơn. Mã này mã số 1 nhá, một con hai thân. Rất là đều, rất là đẹp đấy mọi người. Hàng này hàng chơi hoa Tết luôn ạ. Cái lô này thì cây của nó sẽ đẩy nụ sau hơn là so với cây đơn vừa rồi. Mã này hai cây đẹp, em bán cho anh chị là 220.000. Mã số 2. Cũng hai cây rất là đẹp, chất lá con này rất là dày, cũng là một con màu đỏ, hai cây to. Con này thì cái lá chân bên đây nó hơi bị rớt một cái lá chân bên đây. Con này thanh lý cho anh chị là 190.000, nhưng con này chất lá rất là dày luôn. Lỗi một cái lá chân thôi. Mã số 3 này. Mã số 3 là cây mẹ cây con mẹ thì siêu to đùng luôn. Con mẹ cực kỳ là to và cây con thì nó nhỏ hơn một chút, nhưng mà cây này chất lá và bản lá nó to lắm các anh ạ. Con này 220.000. Mã số 4, một con đai châu đỏ nữa. Con này cũng là cây đôi, nhưng mà nếu mà nói thì nó cây này đẹp ạ. Con này cũng 220 đi, con số 4 này. Châu hồng cánh sen, hàng chậu chậu này là chậu size chậu vuông to. Xong lại là hàng thuần than nhá các anh chị nhá. Hàng thuần than chậu vuông to. Cây này thì có những cây lá ngắn, có những cây lá dài, nhưng mà cây lá ngắn thì cảm giác như là nó mít hơn và nó sẽ không to được bằng cây lá dài. Đấy mọi người này, đây là một cái cây hồng cánh sen lá ngắn này. Trước đây mà nói mà để mua một cái chậu hồng cánh sen thì em nghĩ là nó phải tiền vài trăm chứ không có hơn trăm hoặc là chưa đến 200 một chậu đâu. Cái mã hôm nay thì cây của nó rất là đẹp. Hàng thuần than này em thấy là nhiều anh chị thích. Bữa trước về một lô mà khách người ta ưa thích cái loại này nhiều. Thế này là em cũng lại ưu tiên cái vườn này nhiều hơn. Hôm nay thì em để cho các anh là 190 một giò thôi. Một cái giò đai châu này là 190 này. Đấy, châu này thì hàng này em sẽ để cho anh chị là 3 chậu miễn ship đối với hồng cánh sen nhá. Hàng này thì em bao chuẩn mặt hoa luôn cho anh chị. Đấy, cái lôi hồng cánh sen hôm nay đẹp chưa? 190 ạ. Hoàng thảo Gatom Sunray ạ. Một trong những cái dòng hoàng thảo hoa vàng. Màu rất là tươi tắn, với cái họng của nó là màu đỏ nhung. Cái loại này là của bên Thái Lan, người ta nhân giống ra cái loại mà bông nó vừa to, cánh nó vừa dày nhá. Và giá hôm nay thì anh chị ơi, một cái mức giá rất là mềm nhất từ trước đến giờ. Một chậu nhiều thân như thế này. Đây các anh chị này, hàng hôm nay về bụi lùm lắm các anh ạ. Đấy, bụi nó lùm, nó nhiều thân.
Và cây này đều là những cái cây thân đanh, nó thất ngọn và trưởng thành đủ tuổi cho hoa rồi. Chia sẻ cho các anh với giá là 150.000 đồng một chậu. Đồng giá là 150 một chậu thôi nhá. Còn một chậu trầm cổ duy nhất, chậu này là 2, 4, 6, 7 thân. 7 thân các anh ạ. Một chậu trầm cổ rất là dài. Mã này giảm giá cho anh chị là 120.000. Đấy, chậu 7 thân này là 160. Còn đúng một chậu cuối ạ. Nó thắt ngọn rồi các anh ơi. Hoa này là hoa trắng tinh nhá. Vanda trắng lưỡi tí, à, vàng lưỡi tím ạ. Đây là màu vàng lưỡi tím, cái màu mới nhá. Cái loại này là toàn bộ này em bán là 160 hết. Hôm nay em sẽ sale cho anh chị cái mã này. Cây nó sẽ là cây mẹ bồng cây con. Đấy, hàng từ Thái thì về nó thi thoảng nó hơi lỗi lá nhẹ thôi. Đấy, cây mẹ bồng cây con như thế này, giá là 120k, hàng 160. Còn bên đây là cây Vanda màu hồng đại, chậu cây đôi, chậu hai cây như thế này này. Hồng đại cũng sale anh chị 120. Toàn bộ ngày hôm nay cái vườn đằng trước này em sẽ xả anh chị những cái lô cây Vanda giá có 120 một chậu thôi. Lan thạch hộc tía. Cái này thì nó là một cái dòng hoa lan nhưng thực chất nhá, nó lại là một cái dòng vị thuốc quý. Bên nước ngoài đặc biệt hơn Trung Quốc nhá, có những đợt nó thu mua cái loại này rất là nhiều. Người ta nhân giống ra sau đó là người ta lại xuất bán. Đấy, nói chung là người ta thu mua liên tục. Ở bên nước ngoài thì người ta còn cái sản phẩm này người ta còn làm thuốc này, ngâm rượu này, nấu canh này. Cái này thì mọi người lên trên Google mọi người search cho em những cái công dụng của nó. Bởi vì em thì em cũng gọi là đọc thêm những cái thông tin ở trên mạng thôi. Bởi vì nghe cái loại này từ trước đến giờ cũng nghe danh nó từ lâu rồi. Nhưng mà mình khi là mình vận dụng thì mình phải thêm khảo thêm từ những cái trang sách, trang mạng. Đấy, hôm nay thì em chia sẻ cho anh chị một chậu thạch hộc tía nhá canh. Thạch hộc tía tầm này là nó còn rẻ đấy ạ. Những cái năm trước mà mua một chậu thạch hộc tía này vài trăm nghìn cũng không có mà mua đâu. Hôm nay em để cho các anh một chậu thạch hộc tía này, chậu nhiều thân. Cái này là thuần rồi, về anh chị sang cho em bầu to hơn. Bởi vì cái chậu này nó cũng rất là sum xuê rồi. Hoa nó màu xanh cốm, cái lưỡi của nó là lưỡi đỏ, hoa đẹp. Hoa cũng đẹp mà sai, mà cái này quan trọng nhất là nó là một cái dược liệu quý. Đấy, trầm nhân giống lên cho em. Biết đâu đến lần lúc nào đó mình lại cần đến sự cái công dụng của nó. Giá em bán cho anh chị là 65.000 đồng một chậu. Đấy, 65k một chậu thạch hộc tía nhá. Hàng số lượng có ít thôi.